Mọi người, em tên Tiến, em là sinh viên năm nhất của trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi học tại trung tâm TSDS thì khả năng nói tiếng Anh của em chưa được tốt vì trước giờ em chưa có luyện tập để nói nhiều. Nhưng mà sau khi học ở đây được trung tâm được 3 tháng thì nhờ thầy cô tận tình giúp đỡ và các bạn trong lớp học hỏi từ các anh chị đi trước nên khả năng nói tiếng Anh của em ngày một được cải thiện hơn. Em nói đặt được nhiều câu hỏi hơn, nói được dài hơn và tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài vào cuối tuần.